Thôi nãy giờ qua bên ông xui quá hay là qua bên xui đi. Con gì đấy? Lần đầu mình thử thách ban đêm ở gần nhà hoang này mình cảm giác hơi sợ sợ chút nha các bạn. Còn bây giờ team mình sẽ đi khám phá nhà quê. Đây là mặt trước của ngôi nhà quan nha các bạn. Trời ơi, có cái cây không làm gì sợ gì mấy em. Trong đó có hình người chị mấy anh ơi. Mình sẽ thử thách 24 giờ sinh tồn ở mấy hông nhà quan này nha các bạn. Hôm nay team mình đông người bởi vậy dám thử thách ở nhà quan nha các bạn, chứ ít người không dám đâu. Thử thách ở nhà hoang này team mình rất là sợ, nhưng mình sẽ cố gắng quay cho các bạn xem. Thử thách sinh tồn của team mình hôm nay hơi khó một tí, đó là mình phải dựng trại phía nhà quan và mình phải bắt đầu buộc sinh tồn các kiểu. Và mình không có đem lương thực gì ngoài là đuôi bén với lại hai cái lều với 20 cây cần câu để mình chốc câu nha các bạn. Nước là không hiểu nha các bạn, ba chai nước nha các bạn. Và một cái cưa này cưa nọ nha các bạn. Và mình với chị Nhi đem theo tấm mạt để lót ngồi nha các bạn. Nói tới sinh tồn thì mình có thể tìm được ăn được, nhưng mà nước thì không thể thiếu nha các bạn. Thôi bây giờ tụi con để đồ đạc xuống này, mình dựng lều trước nha. Dạ các bạn, đi chào bạn. Dạ các bạn, dựng lều xong rồi mình đi kiếm ra nha con. Mình đã dựng lều xong rồi nha các bạn. Giờ mình móc mồi vô cần câu đây, xíu mình đi cắm câu. Lại đặng móc mồi đi. Mình móc mồi đây là dơ lều á. Còn em thì đi heo mấy anh á, dân lưới bán phụ mấy anh. Thôi bây giờ đàn ông trai đi dân lưới bén với lại câu cá, còn ba phụ nữ mình giờ đi bắt ốc và tốt không nha mấy đứa. Dạ đi, chỗ này trống đây nè. Mấy cô phụ mấy đứa móc cần vô rồi mình chia ra đi cắm câu luôn rồi bắt ốc luôn nha. Ở đây có 20 cần, giờ mình chia ra coi ai cắm câu dính nhiều cá nhất thì đó sẽ ăn nhiều nha. Ok không anh em? Okay. Nhưng mà chứ đây làm cần câu không được, tại vì chứ đây là tay yếu chân mềm. Thôi đừng có vô không nội ơi. Đi ra phụ móc cắm. Mùa nắng là kiếm trùng cứ là vất vả nha các bạn, nên các bạn phải nhấn like cho mấy mình để có mình có động lực nha các bạn. Rồi mấy người bắt cây đi đi. Rồi tụi con ai cắm câu cắm đi, cô đi bắt ốc. Bây giờ có cần câu rồi, mình cắm ở đâu đây mấy anh? Nãy anh thấy bên kia có mấy mương kìa, hay là mình cắm mình bỏ đi. Anh thấy cái ao này có cá nè, bây giờ mình cắm ngay luôn đi chị Nhi. Rồi xong rồi chị Nhi, bây giờ mình đi ra kia cắm thì chị Nhi. Ok. Trời ơi, đây có mấy cái mương hết sẻ của bà Bảy luôn nè. Rồi á, mọi người thấy ra muống ở trên mặt nước thì cần có ốc nó bám vô nữa đó nha. Ồ, chắc đây cá nhiều lắm á. Ai qua được không mấy đứa? Thôi chú thấy chỗ này lý tưởng là hay là cắm ngay đây luôn đi. Sao cắm đi, có cái chỗ nào lý tưởng không? Ok. Rồi giờ mình sẽ qua cái cầu này nha các bạn. Rồi. Có cái vịnh nè. Trời ơi, cái cầu gì khó đi dưới mình. Rồi, cái này cẩn thận mua được té hết coi chừng ấy nè. Bên, lát nữa cho tôi đi qua bên đây cắm luôn rồi. Thôi là có tay vịnh á. Trời, để tôi cắm trước rồi cũng làm gì làm. Cái mương này nó dài mà nó chóng nữa, mình thấy ở đây có cá các bạn. Để mình cắm xuống. Rồi. Mình mới làm thêm cây nữa nha các bạn. Anh Mạnh ơi, em lười biến cắm lắm à, là anh cắm giùm em đi. Nếu mà dính cá thì anh sẽ cho em nha. Vinh có làm gì mới có ăn nha Vinh. Không làm mà đâu có ăn thì ăn gì cũng được. Giờ mình sẽ lộ qua bên kia cắm như các bạn. Giờ ở đây không có cái đường qua. À, bạn qua à, cho tôi rồi. Dạ. Dạ tôi bên đây, ông bên đây nha. Ok luôn. Ôi ơi. Ôi mấy anh lội qua luôn hả? Chứ vậy chúng như cô ơi. Ủa con này con gì hả? Ôi chim chim nè mình ơi. Còn sống cái gì nè phải không bạn? Còn sống nó, còn sống nó, còn sống. Ủa bắt đi bắt đi. Được rồi. Ở mương này có chim chim. Anh Mạnh, anh Mạnh. Mình đi Mạnh cắm bên kia rồi. Giờ mình qua bên mé bên đây mấy đứa ơi. Mình sẽ cắm ở đây nha, hồi nãy mình mới thấy con cá nó quậy đây nè các bạn. Đúng rồi, cô thấy nước đục kìa nha. Cái này mình thấy ở đây lý tưởng nè, giờ mình cắm cẩu đây luôn. Ôi, ở kia có con ốc kìa. À, hai con ốc luôn. Thôi, con này có ốc luôn các bạn ơi, tụi này con ốc pháp. Thôi, hồi giờ mình sinh tồn, mình thấy con gì mình bắt con đó luôn nha các bạn. Mày nói gì, con gì, ốc gì. Ốc bu giống pháp nè ông. Vậy ốc bu bự chừng nào luôn hả? Chứ sao bự, nguyên con ốc bự luôn à. Rồi lát nữa cho tôi ăn đi, lát nữa tôi cho ông miếng chim chém nha. Cũng được. Ok. Rồi cắm cần ngay chỗ này.
mong là chỗ này có tiếng cá. Ủa, hình như bên mình có ốc gì kìa. Để mình bay qua bển coi ốc gì. Thôi con, ốc này ốc gì? Ê, ốc bu các bạn ơi, nó bự chè ná luôn. Wow. Rồi chỗ này có ốc bu hiện rồi. Mình cắm hết 6 cái cần câu ở cái mưa này các bạn. Giờ nãy mình thấy có quá trời ốc bu luôn. Hay giờ mình bắt ốc bu cho các em ăn nha các bạn. Nãy giờ là mình cắm câu được 6 cây rồi nha các bạn. Mình trừ 2 cây này là mình cắm ngoài kinh nha các bạn. Tại vì nãy giờ mình thấy ở đây quá trời ốc bu luôn. Bây giờ mình sẽ đi ốc bắt ốc bu nha các bạn. Nó sống lâu năm hay gì xanh lè luôn, màu rong luôn nè. Rồi lại kia cắm tiếp đi mấy đứa. Mưa này coi vậy chứ mà có phù ngon đã nha. Dạ. Mình sẽ cắm tiếp cho này nha các bạn. Ôi trời ơi, chỗ này quá trống rồi bạn. Để tôi đựng. Tụi con cắm xong xong chưa? Để rồi, con cắm câu xong rồi nhưng mà con để hai con này lát nữa ra kinh cắm. Báo cho tụi con tin vui là cô bắt được mấy con ốc bu luôn nè. Em cũng vậy đó nè. Em cũng vậy nè. Tưởng đâu cô bắt được con gì mà anh đưa cô xem. Tao cô đi đủ ăn không cô? Sao dữ vậy, bắt tao dữ thế? Wow. Đó. Ở lý à nha. À còn cái lưới bén này nữa Minh ơi, cô sẵn không lậu rồi thôi, con văng cái lưới bén này ra con lát có kéo không nha. Dạ. Thôi tại cầm cái xuống đi tại. Ok. Bây giờ mình sẽ cắm ba con này kế bên nhà quen luôn nha bạn. Có gì có này đi hầm cho nó dễ nha bạn. Chung Minh. Rồi xong 20 cây rồi nha anh em. Bây giờ sẽ đi rửa giò đi. Nãy giờ mình cắm 20 cây mà nãy giờ mình không nhớ đâu luôn á, bạn nhớ không? Không, cũng không nhớ hả? Không, cũng không nhớ. Nani tao lấy mày. Rồi cô ơi, nãy giờ bắt ốc nè. Ờ, quá tài, để con nướng rồi tụi con đi rửa chân đi nha. Dạ. Dạ. Để xuống. Nhưng mà con với Minh là ăn nhiều nhất nha con. Rồi ok. Rồi bây giờ mình chia nhau ra kiếm củi thì lại đây mình nhóm than đang nướng ốc nha. Dạ. Bây giờ còn sáng thì team mình cắm trại gần cái nhà quan này thì không có sao nha các bạn, mà mình có linh cảm là tối nay có vẻ hơi có sợ sợ rùng rợn đó các bạn ơi. Trời ơi, mạnh cái tim meo quá thì trái luôn kìa. Ừ, đúng rồi, kêu anh em lại ăn đi. Anh em cô ơi, cái bú gì? Ủa sao em chồng nãy giờ không có cái me nè anh chị? Me này nó khó gớt lắm, để anh leo lên. Mạnh, nâng cái tích tôi lên. Ok. Trời ơi, có nguyên cái mè bự chè ná nè anh em ơi. Điện xuống mình đây. Ơi, con nghe bà bọc. À, mè này mè vô. Thôi, mè vô. Thôi mè vô. Thôi nó đã. Nguyên cái mè vô mẹ. Trời nè, nè cô. Trời ơi, đây mè quá trời luôn các bạn ơi. Mè vô quá trời, mè vô luôn. Thôi, nãy giờ mình thấy quá trời mè vô luôn nha các bạn. Trời ơi. Có mè vô thì vậy mình sống tới ngày mai luôn nha các bạn. Anh tính nào mẹ thay cơm hay gì vậy? Vậy thôi, lát hồi anh đừng có ăn ốc nha. Xin tội mấy cái gì ăn được là mừng rồi em ơi. Tắm rồi. Ngon. Ôi trời giá thật trời. Mà các bạn ăn mây dốt với mình nha. Chua chua cay cay mà mặn ngon quá các bạn ơi. Ngon quá à. Ngon mà mẹ thấy con nhăn mặt thôi vậy. Chua. Các bạn ăn mây dốt nha. Chua quá. Chua quá. Vinh mấy tủ rồi, Vinh còn đá trong quần nữa chứ. Nani? Mè này chua quá, em té đá luôn. Tụi con nói mè chua mà nãy giờ đóng mè hết, còn vỏ không nha mấy đứa. Nani? Cái này mình mời các bạn nha. Ăn cái mè sống luôn các bạn. Trời ơi, chua quá các bạn ơi. Cả team mình ăn một đống mè bây giờ sót ruột quá, mình nướng ốc ăn mấy đứa ơi. Dạ, đúng rồi. Lẹ lẹ đi cô rồi.
gì bạn giúp nha, không rồi giờ sắp được rồi. Con kép của mình riêng mình ăn thôi nha các bạn. Để mày nói gì, để mày nói gì với tôi hả? Lát nữa cho tôi ăn đi, lát nữa tôi cho ông miếng chim kép nè. Giờ cũng 6:30 rồi, sắp tối rồi mấy đứa đi thăm câu con có cá không, để lát nữa tôi rắn đít không nguy hiểm cho mấy đứa. Nãy mấy cây cần câu của em mấy anh biết chở không? Trời, nãy anh với Mạnh ngó mà em biết hết rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ giả lưu bán trước nha bạn. Lưu bán nha mình. Trời ơi, gì đeo hồi lồ vậy? Nặng không? Không có luôn, không mình thu về luôn đi. Không có con nào luôn anh em ơi. Thôi bây giờ mình lại hâm cái cần câu ha. Đi. Bây giờ mình hâm cái cây cần câu này trước nha anh em. Để không anh? Rồi, không có rồi. Không có rồi, đi. Đi tiếp theo. Dạ, qua bên tôi ha, qua bên đây nè. Qua bên địa bàn của ông đi. Nghe cao lên nha. Để coi con nãy dính không. Có không? Dạ, nhiều hả? Nó lỏng le rồi. Rồi ăn đây. Ôi chắc tôi nghèo có đâu mà. Trời câu gì là có. Gì vậy? Ôi tôi nè. Gì vậy? Ôi chết đập. Mà trời chết mà trời. Ôi trời. Wow. Ủa trên áo. Ủa quá là tuyệt vời. Con này mà nướng chui ăn chắc ngon lắm á. Đúng rồi. Không, đừng nói nhiều nữa. Nói nhiều quá là nó xảy á bây trời giờ. Trời ơi, làm cái gì không bỏ đi xíu mình đem đi về luôn, háo làm gì xíu nó sống sao. Ông nói cứ đúng là chỉ lấy vậy. Bây giờ mình sẽ gặp nghe đây nha các bạn. Nếu mà mình mang heo á, mình xảy là nó xảy, nếu mà mình xảy là ổn lắm nha các bạn. Đúng rồi. Bỏ dưới bên đây. Trời ơi, chưa dòm chưa ăn gì hết, cái bụng mình nói meo luôn. Dạ ghén thăm thăm đại. Nhanh lên anh ơi, về nướng ăn. Giờ mình đói quá. Ôi nãy giờ qua bên hông xui quá hay là qua bên xui đi. Ôi trời ơi, anh nhúc. Con gì vậy? Hả? Trời ơi. Trời ơi. Cái mưa này nhiều cái lốc dữ vậy ta. Đúng rồi. Trời vô mảnh rồi. Đây này thấy em ru chứ không dính rồi. Hiểu không? Thấy không? Mình nói mà em ru à. Rồi xong, cái này nó cũng em re rồi. Cái cần này là cái cần cứu của tôi luôn á. Dạ. Rồi xong, không biết tôi ăn cái ở sao mà số nhỏ không dính được con nào thì tại. Tôi hay không biết số nhỏ nữa mà ông đặt cái cần cứu mà đi bút chè chè dưới luôn á. Mỗi giờ đi bà luôn á. Thôi đi kiếm cái nào mà. Qua đi bạn tôi nè. Rồi qua anh hỏi bởi hên không? Trời ơi, cái này em ru rồi, không có rồi. Thôi là qua của em chen với cô đi ha. Được, đây. Trời ơi, chen với chim ghê, chen có lắm. Thôi giờ bây giờ hãy. Đi, đây, qua bắt đi. Ôi, cây này có không? Mà đặt ngay cái ngã ba này nữa, chắc có lý à. Đúng rồi, ngã ba là hay có đúng không? Quay, dính đây. Ôi, tắt phải em làm ơi. Ôi, tự nhiên nãy dính hai cái lóc tự nhiên đâu chọc chọc cái đá phi mất dịch gì vậy? Đúng rồi. Rồi xong cũng im luôn à. Rồi cũng im luôn. Kìa này em biết có không mà thấy nó giật giật nè. Hiểu không? Rồi xong nó queo à. Rồi đây. Đâu, còn cây nè. Trời ơi, nó im ru dạ. Đây. Đúng rồi. Rồi hai đứa đi dỡ hai cần câu kia đi. Qua 17 tầng mà mình dính được 4 con cá như vậy là cũng may mắn lắm đó các bạn ơi. Rồi bây giờ mình nướng cho team mình ăn trưa chiều giờ nó buồn dữ lắm rồi. Rồi, để anh coi. Thấy em ru rồi. Dính không? Không dính nữa, em ru ông ơi. Rồi, đi tới cần cá nữa. Có rồi. Chắc này không có đâu. Này chắc chắn có. Ôi, cái gì vậy? Trời ơi, 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 cái gì
Cái chai cái chai của con đúng không? Cái chai em đi coi đi. Con cứu mấy anh dính được con cá chết. Con hãy cứu. Trời ơi đã. Trời gỡ ra đi con đứng lên tuyệt vời. Cá này hơi nhỏ nhưng mà có cũng được. Đúng rồi. Bây giờ team mình vớt ốc ra cho ngủ rồi ăn rồi bắt đầu tiếp tục nướng cá ăn lượt luôn các bạn ơi, nó bụng quá rồi. Giờ mình gấp ốc với chim chip ra đợi cho cá chín rồi mình ăn chung lượt nha các bạn. Lần đầu mình thử thách ban đêm ở gần nhà hoang này mình cảm giác hơi sợ chút nha các bạn. Trời tại em mới vô thôi chứ còn anh, trời anh trải qua biết bao nhiêu mà thử thách rồi nhưng anh vẫn sợ thôi. Rồi mời các bạn ăn ốc với lại cá nướng với team mình nha. Mời các bạn nha. Đó quá rồi các bạn ơi. Ngon quá. Do mình nướng nửa than hơi nhiều nên ốc nó hơi bị khét vỏ các bạn. Mà cũng ngon. Mời các bạn ăn ốc tu chấm muối với mình nha. Ngọt ngon. Ngon quá. Đúng là ngọt nha. Các bạn ăn nha. Quá ngon. Cực kỳ ngon. Bà anh ta nói đúng. Khi mà mình đói bụng á, ăn cái gì cũng ngon hết đó. Dạ. Hồi trưa thì mình ra hăm một lần rồi nhưng mà không dính con cá nào luôn các bạn ơi. Tự nhiên chợt chiều mình ra hăm tự nhiên dính quá trời dính luôn. Hình như là gần tối tối là nó đi ăn cái gì nó đi kiếm ăn đúng không mình? Đúng rồi, vậy á. Tuy mặc dù là ốc với cá nó không có đủ cho team mình no nhưng mà nó cũng cung cấp năng lượng cho mình ở đây sinh tồn tới sáng nha các bạn. Còn bây giờ team mình sẽ đi khám phá nhà quen cho các bạn xem nha. Yeah. Anh Mạnh, anh mang đồ gì mà nghe ghê vậy? Anh cũng hơi nghe gù gì nữa. Anh tính đi khám phá nhà quen hả anh Mạnh? Ừ, đúng rồi em. Mà mặc dù em rất sợ mà em gán không sợ để quay cho mọi người coi. Em vậy là tốt quá, tốt quá. Trời ơi, ở đây mình cảm giác lạnh quá các bạn ơi. Thôi chị ơi, ở đây đông người mà lo gì sợ. Trời ơi, cô đây lớn cô còn sợ nữa, mẹ còn sợ hay nổi da gà hai tay mày bệnh nó phát vô. Thôi bây giờ mình đi. Không có sợ. Thôi chị khám phá luôn đi. Khám phá liền cho nó. Đây là mặt trước của ngôi nhà quan nha các bạn. Mình nghĩ cũng có lâu lâu cũng có người lại tại vì mình thấy phơi đồ lại chắc người ta thăm nhà của người ta các bạn ơi. Bây giờ các bạn cùng theo dõi team mình để vô khám phá nhà quan nha các bạn. Mà hỡi có mà tao chờ em giảm gì em sẽ nẻ hơn. Trời có cái cây không lạ gì trời em. Con tưởng đâu là đầu lâu luôn cô. Trời ơi anh đừng có mày. Em như cái bạn ấy, các bạn nhìn kìa. Cái cửa đó làm cái che. Cái cửa đó khóa rồi nha các bạn, nên mình vô không có được. Nhưng mà bên trong nhà nó trống lỏng nha các bạn, không có gì hết á. Cô thấy có phòng nữa, cảm ơn đứa này. Đi đi ra cái phòng này. Không mở cửa này được cô. Cửa này đã cửa sổ cửa tông đã kín đóng mà cửa sổ này đóng luôn rồi đứa ơi. Trời ơi cái cây này dai không luôn nè. Ơi con nuốt gì kìa. Con nuốt gì kìa. Trời ơi. Nước mũi từ trên chảy xuống kìa. Thấy cái này keo gì nè, giống keo keo nè. Mở cái keo ổn rồi. Đi đi anh em. Còn anh nha. Trời ơi. Ở đây là cái mỏng. Đúng rồi cái mỏng. Cửa sao gì nè các bạn ơi. Thôi cửa sao quá. Hỏi cửa sao quá rồi nhỏ. Nhưng mà vô được không? Ừ còn vô được. Đây là ở dưới, đây là dưới. Cái khúc dưới mình đi cắm câu. Đúng rồi, hồi chiều mình đi cắm câu đó. Còn có ánh sáng đèn của bên cái đám lửa của mình. Với lại đèn sofa xe nha. Thì bên em không có cái cửa nữa nè cô. Cửa nhưng mà ta khóa thông luôn rồi. Cửa còn khóa hết trơn rồi. Thì xong thế nào vô cái này coi. Nhớ hồi nữa này con. Hình như mình lại mình cấm lều như có cái cửa sổ nó mở ra. Đúng rồi. Đúng rồi. Ê, cái cửa sổ nè, cửa sổ. Trong đó có hình người chị mấy anh ơi. Ôi ghê quá vậy. Trời ơi cái đó là tâm lịch mấy con ơi. Mấy con này la làng là không sợ nữa nè. Nãy giờ thì mình đã review xung quanh nhà quan các bạn xem rồi. Bây giờ mình chắc là mình vô liều mình ngủ mấy các bạn ơi. Đúng rồi sợ quá vô liều ngủ mình ngủ. Bây giờ tụi mình sẽ hẹn trước ra ngoài đây nha các bạn. Thôi bây giờ tụi mình ngủ. Bye bye các bạn nha. Thôi bây giờ mình sẽ đóng cửa liều lại để ngủ tới sáng và đủ thử thách 24 giờ sinh tồn ở cạnh nhà quan này nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy hay cho mình một like đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận những video hay thú vị như thế này cho các bạn xem nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye.